Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Kim, là đại diện kinh doanh tại hãng xe Toyota Tân Cảng. Tiếp theo series giới thiệu về những mẫu xe cũ tại Toyota Tân Cảng, thì hôm nay tôi xin giới thiệu quý vị chiếc xe Innova E đời 2014 đã qua sử dụng tại Toyota Tân Cảng. Xe này mang biển số 51F09292. Thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về ngoại thất của mẫu xe này, xem thử là mẫu xe này màu sơn nó còn như thế nào, trên xe có những có vết trầy xước gì hay không. Sau đó chúng ta sẽ đánh giá tiếp theo đến phần nội thất của xe này có được trang bị những cái gì, chất lượng nó còn mới hay không. Và sau đó cuối cùng chúng ta sẽ đánh giá về phần động cơ của mẫu xe này nó như thế nào. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết của xe này các bạn nhé. Sau đây chúng ta sẽ đi một vòng quanh xe để khám phá về cái ngoại thất của mẫu xe này. Đây là ngoại thất của mẫu xe này. Chúng ta cùng nhau khám phá cụm đèn pha của mẫu xe này. Xe này thì không được trang bị đèn sương mù quý vị nhé. Mâm xe còn nguyên bản, còn rất mới, không có hề một có vết trầy xước này trên mâm xe của mẫu xe này. Đây là về phía sau của mẫu xe này. Ở đây có dính những vết keo, đó là vết trầy của vị nhé. Chúng ta cùng nhau nhìn lại tổng thể ngoại thất của mẫu xe này. Thì chúng ta đã đi một vòng quanh xe, thì chúng ta cũng đánh giá được rằng là mẫu xe này là về ngoại thất thì còn sơn còn rất là mới, và trên xe thì hầu như là không có bất kỳ vết xước nào ạ. Quý vị có thể quan sát trực tiếp được qua video vừa qua. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về nội thất của mẫu xe này ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét về nội thất mẫu xe này có gì. Đây chúng ta sẽ quan sát cùng nhau vô lăng, cụm đồng hồ tắp lô, cần số. Mẫu xe này thì đã được chủ nhân của nó trang bị ghế simili quý vị nhé, đã thay bằng lớp ghế nỉ bằng lớp ghế simili. Đây là cần số của mẫu xe, 5 số tới và 1 số lùi quý vị. Đây là hàng ghế thứ hai. Trần xe thì đã được bọc trần để khi quý vị nào có thể chạy dịch vụ thì nó sẽ mẫu xe mình đã được sạch sẽ. Đây là hàng ghế thứ ba, nhìn cho mẫu xe này. Rồi chúng ta đã cùng nhau xem xét về nội thất của mẫu xe này, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về động cơ của mẫu xe này có gì quý vị nhé. Đây là tổng thể về khoang động cơ của mẫu xe này. Quý vị có thể xem những mối hàng từ nhà máy vẫn còn nguyên riêng. Đây ạ. Đây. Chúng ta sẽ cùng xem những cái chỉ đi trên cái nắp capo này ạ. Quý vị có thể kiểm tra. Đây ạ. Còn nguyên riêng theo nhà máy. Chứng tỏ rằng mẫu xe này chưa hề va chạm. Sẽ ra va chạm đụng tới cái hệ thống capo và hệ thống phía trước của xe ạ. Đây ạ. Đây là những mối hàng nguyên riêng còn vẫn còn từ nhà máy quý vị nhé. Đây, còn đây là khối động cơ của mẫu xe này. Thì chắc chắn khi mà chúng tôi
thu mẫu xe này vào thì chúng tôi đã kiểm tra qua 176 hạng mục của Toyota và chúng tôi cũng cam kết rằng là mẫu xe này sẽ không bị tai nạn, không bị ngập nước cũng như là thủy kích và đặc biệt là không quay số km. Thì chắc chắn quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của mẫu xe này khi mà mua xe chính hãng tại Toyota Tân Cảng ạ. Rồi, chúng ta đã cùng nhau khám phá về động cơ của mẫu xe này. Này ạ. Thì chúng ta đã cùng nhau đánh giá về mẫu xe Toyota Innova E số sàn đời 2014 đã qua sử dụng tại Toyota Tân Cảng. Chắc chắn quý vị đã có những đánh giá của riêng mình về ngoại thất, nội thất cũng như là động cơ của mẫu xe này. Thì mọi thông tin thắc mắc về giá sản phẩm hay về thủ tục trả góp, quý vị có thể liên hệ hotline kinh doanh 0937447889. Tôi tên là Kim, là đại diện kinh doanh tại hãng xe Toyota Tân Cảng. Hoặc quý vị cần liên hệ về thủ tục trả góp ngân hàng như thế nào thì quý vị có thể liên hệ hotline ngân hàng 0933991709. Thì chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp quý báu từ quý vị, hoặc là quý vị có những câu hỏi về mẫu xe này, quý vị có thể đặt câu hỏi ở phần mô tả bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.